Dạ con xin phép chào hai vợ chồng cô chú. Hai vợ chồng cô chú có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô chú tên là gì và nhà ở đâu? Tôi tên là Võ Văn Dày, Dạ. ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ, còn cô? Tôi ở mà tôi Nguyễn Thị Dân, Dạ. ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ, là hai cô chú mới từ Hậu Giang lên Bình Dương luôn hay sao? Đúng rồi, mới lên lần đúng đầu rồi, lần tiên đầu tiên. chú. Lần đầu tiên luôn ạ. Là À? lần đầu tiên luôn á. Đi hồi nào cô chú? Đi hồi Hồi 9 giờ hôm qua, 9 giờ tối á. 9 giờ khuya hôm 9 giờ khuya qua. rồi. Từ Hậu Giang về đây xa không cô chú? Dạ. Đi lên đây hồi hôm tới 2 giờ lận chú. Vậy là Tới lần Bến đầu Tre Bình Dương là 2 giờ hai đó. giờ đó rồi ở lại ngồi ngoài ngoài cái thềm ba cái ghế đá bằng đá Trời đất ơi, đó. sao mình không kiếm cái nhà nghỉ nào mình vào Thì mình giác đó 2 quá là giờ không biết rồi về đâu có biết nhà nghỉ không đâu, biết nhà mình biết ở thôi đâu à. mình À, kiếm cho nên đâu ngồi biết. đó ở ngoài đang chờ sáng là mình gặp chị Hải nè, mình trao Dạ. đổi một số vấn đề vậy đó. Dạ, vậy là cô chú lần đầu tiên lên Bình Dương Đầu luôn. tiên đầu rồi. tiên Mình thấy cái chuyến hành trình chuyến đi này như thế nào? Có vất vả gian vất nan không? vả lắm, mày thức sáng Vất đêm đâu có vả ngủ mà ngay nhưng được. kiếm được cháu là được rồi chú à, không có Dạ. nghĩ gì chứ. Là hôm nay cô chú về đây là nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì Anh đây? Em giúp đỡ kiếm được cháu với con dâu về thôi, chứ mình cũng không có nói gì hết trơn á. Kêu nó về nhờ, cũng như là tôi với ổng không biết đường kiếm, rồi mấy câu trên điện thoại mới thấy là chú Hải này giúp đỡ, rồi đội nguyên đội giúp đỡ dữ lắm luôn, rồi mấy vậy mới điện điện chú Hải kêu lên mới lên Tìm đó. dạ Lên tìm tìm giùm đó, Lên là tìm tìm giùm thôi, con tìm con giùm dâu con và cháu dâu nội về với về cháu nội về vậy về đó. cho cháu nội nó học cho Nó để nó học học thôi rồi để nghiệp đi đó. vất vả, nó không biết chữ được cái chú, dạ tội nghiệp nó chứ gì, nó con nít. dạ là cô chú là tìm con dâu Tìm dâu với dâu hai cho đứa nó cháu về và hai với cháu nội hai à? đứa cháu nội, hai đứa cháu nội. Sao con dâu lại bỏ đi cô chú? Em kể cũng nghe Cũng như cho nghe. là sáng tôi đi chợ về cái tôi nằm tôi ngủ, tôi đi bán nằm ngủ cái nó mới quánh con thằng nhỏ, tôi mới hỏi tiền ơi gì con quánh nó dữ là tiền, nó ra nó tuột xuống nó không chịu ngủ rồi con. Tôi mới nói chị con à, kệ nó ngủ ngủ kệ nó tiền ơi, chừng nào con nít mà chừng nào ngủ thì lên ngủ con ơi, chứ đâu mà mày quánh dữ dằn vậy, mày quánh quá trời vậy, nó bệnh hoạn rồi mất công rồi khổ lắm mà con ơi. Dạ. Cái nó nói con mà con mẹ không cho con dạy, nó nói mẹ nó không phải không cho con dạy, mẹ con dạy là con quánh cái cô nhỏ cây hai cây gì con nít mới có là 28 29 tháng hà, con quánh thì con quánh quá trời, con nấu chừng nào quánh hung chừng ấy chú à, con nói thiệt nó thẳng vậy đó. Rồi cô cứ chia sẻ đi, không sao hết. Quánh rồi cái mấy nói con quánh hồi nữa là công an bắt con, nó mẹ kêu công an bắt nó, mẹ kêu kêu đi, nó nói trời ơi con nói vậy thôi. Nó quánh dữ lắm, nó cũng còn giả quánh dữ lắm luôn, rồi nói con quánh quá trời vậy thôi con giết con chém gì cho nó chết mẹ rồi đi, con khỏi còn lo nữa, để con lo mà nếu quánh rồi là lỡ lòng phổi đồ hay là bị thần kinh đồ đó. Là lúc đó con dâu mình dùng cái gì để đánh cháu mình, cháu nội mình? Quánh bằng tay đấm mạnh đại vô đầu vô lưng vô Trời mặt đất vô ơi. giả mặt rồi đỏ té hết trơn luôn vậy đó chú à. Ui trời ơi. Nấu vậy rồi tính nghỉ gậy nó vậy thôi. Rồi cái tôi cũng sáng tôi đi chợ nữa, tôi bán đồ để nhà bị đầu giường đó, Dạ. bán cái đi về cái mà mấy kêu ổng mà bữa Thanh Minh nói nào nói tôi phải đâu ra đó đàng hoàng. Dạ vâng. Rồi Thanh Minh cái kêu mấy mấy đặt 3 ký thịt, cái nói thôi ông xách về đắm một cục chứ mua hết bọc bánh bánh bò Dạ. ăn đem về, rồi để thằng ông và chồng bà chồng là một bọc thịt quay với một một ký thịt mà bánh bò, Dạ. rồi kêu xách về đắm cho mấy nhỏ ăn đi. Ông xách về thì ở đắng Thanh Minh, rồi về về cái tôi dắt nhỏ bự đi đắng Thanh Minh, cái nó về nó cũng nằm đó à, cũng không làm gì trơn nằm đó à, mình cũng không nói được, thấy nó giận thôi kệ đi. Cái Dạ. tôi đi chợ về, cái tôi đi đi mấy đem đồ ra mà chợ, đem đồ ra ngoài rạng sáng nằm mình bán đem Dạ. ra, rồi nó không lúc nhỏ là 7 giờ rưỡi rồi đó, tôi đi đem là khoảng 5 giờ mấy mà tới 7 giờ rưỡi về, cái đứa đứa lớn nó nói mẹ nội ơi mẹ tới giờ chưa cho con ăn cơm nữa, là Dạ. hồi đi ra là tôi xách cái điện thoại là con chị ruột của nó mới điện nói hồi bắt về á, bắt điện cho tiện nói chuyện với con, Dạ. rồi cái tôi mới nói để hồi bắt về bắt đưa cho nó điện, cái chụp về cái nó nghe là con nhỏ cháu nội nói nội ơi mẹ chưa cho con ăn cơm nữa nội, hai chị em con chưa ăn cơm đó, thấy Dạ. vậy nghe cái tôi cũng không nói gì trơn á, tôi nói thật lòng như vậy đó. Cái tôi mới xuống tôi Chú bới, cho con mượn tấm hình đi, chú cầm hoài mỏi tay đấy. tôi mới xuống tôi bới một tô cơ nửa tô cơm, Dạ. tôi mới sập cái mùng xuống bị 7 giờ rưỡi 8 giờ mà chú, tôi mới đút cho hai đứa ăn, Dạ. nó mới tuột xuống là nó xuống mẹ nó nhỏ 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 thằng nhỏ, rồi mẹ nó đưa nó ngủ mà quần áo chưa thay nó chú, chưa lau mình mẩy em nữa, Dạ. rồi con nhỏ lớn thì nó ngủ với tôi,
Rồi vậy cái con chị nó mà không có gì đưa đằng sau cho chị, nó điện bị mình quên đó chú, bị luôn luôn vậy. Nó nói là con tới giờ con chưa ăn cơm thì con tôi nghe là vậy hứng sốt rồi đi đút cho em ăn, không có gậy nó luôn đó. Dạ. Rồi cái vậy cái sáng tôi đi chợ nữa gì, cái chiều lại cái tôi đi vườn thấy cũng bình thường nhà thôi mình. Dạ. Cái đi vườn cái nó nói nó điện cho thằng anh đó, điện cho thằng anh lên chở gì dưới về nhà cũng quê kế bên đó, đó. Dạ, vâng. Như ấp Phú Đồng, ấp Phú Thạnh, hai ấp nó cũng gần nhau. Dạ. Chung một xã. Thế vậy cái xuống mới kêu tiền ơi sao về ẩm em về con ơi, mày ẩm em đi rồi cái vất vả lắm con à. Dạ. Ẩm em về cho nó học, Nhi đang học con à, nhỏ lớn đang học, nó không chịu là không con gì à, con gì à, thì nghĩ thôi con ở mẹ ở đi, đưa em cho mẹ ẩm về đi rồi ẩm cho đi học, nó không cho rồi thôi mình cũng về luôn kệ đi, mấy ở sớm thì nói thôi để về bữa bà xui gì à, rồi thôi nghĩ vậy cũng như nó giận rồi cũng qua loa vậy thôi. Dạ. Ai ngờ đâu dưới 8 giờ tối cũng như tôi đi chuyến xe này hôm đó là nó thằng anh nó đưa nó lên trên này, lên đâu đường vào đưa lên Bình Dương này nè chú, bà xui là ở Bình Dương có mận mướn ở trên này nè, không dạ. Có xưởng gỗ những gì trong này nè, mình có biết địa chỉ cụ thể không? Nói ở bến cát Bình Dương, bến cát Bình Dương mà không biết cái địa chỉ. Dạ. Hồi nào giờ không có lên đây đó chú. Dạ. Anh đi làm rồi nhà phải có dưới nhà cũng như nhà tình thương nghĩa ta cho đó. Dạ. Về quê thôi tết cái gì à? Cô chú cho con hỏi là tại sao mà hôm nay có cô chú về đây đâu, về đây thôi mà con trai của cô chú đâu, là chồng của con bé là của em này đâu, nó hổng gậy nó đau nó gầu cái vụ con vợ nó đi nè, dưới hai nó mắc giữa nhà, dưới nhà nhà không có ai chứ. Trong cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì trong cái thời gian gần đây có xảy ra chuyện gì không, cô chú? Hai vợ chồng bình thường có chỉ có nhiều đó nhiều để mà vợ tôi đánh nữa, nó đánh nhỏ vợ tôi la nó vậy rồi. Kinh tế khó khăn của hai vợ chồng thì như thế nào? Không, bình thì thường. Bình thường tôi lo hết trơn toàn bộ ở chung tôi mà. À, tức là ở chung nhà hết trơn hả? Ở chung nhà tôi lo hết trơn. Tôi lo toàn bộ trơn, sửa sùng này kia, đồ ăn, đủ tôi lo hết trơn. Tiền bạc thì tôi rồi nó muốn đi đâu. Nói ngày nó cũng tốt, mình nói ngày có cái nào nó sẽ vậy. Dạ. Hồi đó giờ nó không có tham lạm. Nó không có tiền rồi để đó, rồi nó lấy nó xài rồi, nó còn, nó nói mẹ ơi nè, mẹ lấy tiền nhỏ này mẹ hầu thối người ta đi, nó ngay cái vụ mần mụn đồ thì nó cũng được chứ không không có tệ, không có gì. Con dâu của cô là ở dưới quê làm công việc gì? Nó làm cũng ở nhà không, mà tôi đi làm vườn thì tôi đi vườn, tôi với ổng đi làm vườn với thằng chồng nó, còn nó ở nhà coi con với cơm nước đồ vậy à. Vậy là nhà mình là có mấy người cháu nội? Có hai đứa đó. Hai đứa hết trơn đó, bởi tôi với ổng chứ muốn xỉu chết luôn tại chỗ vậy đó. Trong cái thời gian gần đây là cuộc sống gia đình á, là giữa cô và con dâu có xảy ra cái xích mích gì không? Không. Chỉ có tôi gậy nó nhảy có điêu đó vậy à. Nhưng mà cũng nói rằng là nó cũng bị người xúi dục bên ngoài. Ai xúi dục? Nó nghe theo, bị người bên xúi dục bên ngoài không nó nghe theo. Chị nó thâu chồng. Dạ. Chồng bỏ hai đứa con. Bị cái từ cái chỗ mà nó dặn điện thoại cho nó mà con nhỏ này nghe lại đó, mình đằng này bà này quên nè. Quên đó. Rồi nó dặn chỗ đó cái xúi con nhỏ này thêm vô. Rồi nghe nhỏ nghe lại tắt nghe lại. Tới giờ cháu mình chưa đút cho nó ăn rồi thấy vậy tôi đi bới tôi đút ăn rồi. Quên vụ điện thoại đi. Chắc nó giận. Nó giận gì có tụi cộng thêm cái vụ đó là nó nhỏ nhỏ xuống thêm vô. Còn nó nghe lời nghe mà. Cô có khắt khe với con dâu không? Vợ chồng hy vọng dạy với nó. Có la dày gì tiếng nào không? Không. Không luôn. Nói vậy có nhiêu đó vậy rồi thôi nó giận. Tôi nói với chú là nói là kể đi. Nói về mà dâu là thí dụ á. Chiều này coi phim chưa kịp ăn cơm. Nó ngay nó cũng ghiền tôi cũng ghiền. Bới lên ngồi bên ghế salon vậy nè. Nó ngồi bên tôi ngồi bên ăn rồi coi phim chứ không có bao giờ nói ừ. Không có ngầu chung hay gì, không có, không có phân biệt. À vậy hả? À? Ừ, không có, rồi nằm trên giạc cũng vậy, nói nằm trên giạc, tôi cũng nằm trên giạc vậy đó. Chứ không có cái. Vậy là mẹ chồng tôi, con dâu tôi, ăn rồi coi phim. Ăn coi phim giờ chứ không có. Gặp nó cái gan vậy, thằng này gan không bao giờ nói sai một không tiếng nào. Sai lời. Nhà mình có hay ăn chung không? Chung luôn. Ăn chung chứ, mà tại vì cũng như cái bàn viên viên đó. Viên viên cái nhà này, bới lên vậy rồi hai mẹ con ăn rồi coi vậy đó. Chứ ăn chung. Chung cả nhà. Cái sự việc mà con dâu của cô mà cũng như là hay ra tay với lại cháu nội của cô có thường xuyên không hay là cũng là như nào? Có một đợt nó quánh lại chú biết không, nó tét hai ba lần rồi chú, mà trường học người ta biết hết trơn, cô giáo biết hết trơn, nó chợ ở sớm ta cũng biết hết trơn. Lúc đó con trai của cô phản ứng như thế nào? Rồi con trai nó cũng hiền, nó cũng không có gậy, nó nói quánh em gì quánh mẹ con giữ về em mà sương sương thôi chứ nó không tự cãi nó ngay vậy đó. Con nó cũng hiền mà nó giỏi. Từ đó giờ không có xích mích cái gì cho nó. Xích mích chứ dâu. Lần này đi thì gia đình nhà mình đã gọi cho bà Xui thông báo cho bà Xui biết chưa? Bà biết, bà biết rồi mà bà chưa nghe sự gõ chuyện gì gan sau thì bà cúp máy điện thoại. Ôi trời đất ơi. Mới đi bữa đầu xuống rước thì bà Xui có nói bà Xui nói chị ơi nó giận đi vài bữa nó về chứ gì. Rồi đi về dưới nó nói rồi tôi mới nói vậy, tôi mới nói thôi mà chém cũng như mà chém giết thì nó cho chết vậy, nó về dưới nó nói tôi chém nó. Nó nói lên vậy. Nó nói tôi bỏ đói nó một ngày. Bỏ đói ai?
Bữa đó nói con dâu hả? Dâu nó bỏ đó đó. Có ngày có ở nhà đâu mà nói đó. Rồi sớm dưới người ta mới nói vậy nè, cái ông tư của ông ruột của nó luôn đó, nói con ơi mày ăn một, nó ăn một chục nồi cũng được, nó bị gì sáng tôi đi bán ở ngoài chợ á. Dạ. Bắt được trái cây rồi đó, rồi chiều tới trưa tôi mới về, về thì nó ăn ở nhà, nó ăn làm chứ ai đâu mà không cho, mà nó đi xuống cái du quan để nói. Vậy là cái ngày hôm đó là cụ thể là ngày nào cô? Bữa Thanh Minh hả? Thanh Minh rồi bắt đầu đi rồi chiều rồi chiều buổi sau rồi Thanh Minh đi. Vậy là cái ngày Thanh Minh đó là hai mẹ con có lời qua tiếng lại không? Có đấu đá nhau không? Không có. Thì gậy có đó là như đó. Vậy là con dâu vẫn phản ứng chứ đúng không? Ừ. Con dâu có nói lại không? Có. Dâu đó nói đợi mẹ đi thưa thì mẹ đi thưa đi kêu công an đi. Ờ mẹ kêu công an mẹ kêu đi. Con giải mẹ không cho sao nó nạt giải bà này. Tức là nạt nhau rồi. Không nạt vậy rồi tôi cũng không nói, thấy vậy nói rồi thôi rồi nín thinh tôi mới làm quá nín. Thế là vậy là mẹ chồng với con dâu là hôm đó là nảy lửa rồi á. Mà nhưng đúng mà không ạ? Tôi không có nói nữa, thôi luôn. Vậy là cô thấy mà đánh cháu nội vậy cô xót quá rồi, cô hù. Cô hù là báo công an. Sau đó thì con dâu là thách thức luôn, là vụ báo báo đi đúng không? Báo đi. Con dâu nhà mình tên là gì? Nguyễn Thị Tiền. Nguyễn Thị Kim Tiền. Kim Tiền. Con dâu nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó năm nay mấy hả? Tuổi ngọ năm nay cũng 20 mấy. 22. Sinh năm 90 hả? Phải rồi. 1989. 89 thì năm nay 35 tuổi rồi. Không, tuổi nhỏ, nhỏ. 89 ạ, phải không ạ? 89. 1989, 1989 là đúng rồi, 35 tuổi mà. Không, hai mấy hả? Hai mấy tuổi là tuổi nhỏ. Tuổi nhỏ, cái chùa cái này. Nếu mà 89, nếu mà 89 là 35 đó cô chú. Vậy đó hả? Dạ. Đâu, cái gì á? 79 hay 89 thì cô vô rồi. Có ghi trong cái không cái, dạ. Cái sau lưng, cái sau lưng mà tôi. Có ghi đó chú. Để con xem nào. Rồi xem đi. Đúng rồi, 1989 nè. 89 là 35 tuổi rồi. Rồi cái đi xuống cái ổng mới ẩm nhỏ nó không cho nó nói, rồi cái bữa sau cái nó học với anh nó nói ông già chồng quánh mà người ta ở đó kẹo chân có ai đâu có quánh mà. Ôi trời ơi, con dâu nói là ông già chồng quánh hả? Nó nói vậy đó, nó ổng già ẩm nhỏ thì nó không cho nó không về. Cũng như là tôi vô tôi nó cho tôi ra nhà, nó cho tôi ra thì nó quánh. Cái thời điểm đó là thời điểm nào? Buổi sau đó, buổi sau đó anh nó rước xuống nhà. Tức là khi mà con dâu nhà mình về nhà mẹ đẻ rồi. Đúng không ạ? Thì bản thân cô cũng như là chú, gọi là ba mẹ chồng đi, ba mẹ chồng đi về dưới để mà nói chuyện, để mà kêu về đúng không? Mà lúc đó thì lại cái mâu thuẫn lại càng cao hơn phải không? Kêu cái gì nó không kêu gì à? Hay là trong cái câu chuyện này có cái sự gì hiểu lầm không? Không, cái này nó nghe lời thôi chứ không. Nhưng mà cô, người ta thường hay nói là mẹ chồng nàng dâu đấy, nhưng mà cô dám khẳng định là bản thân cô là có cái gì đó với con dâu mình không? Không, không có, chỉ cái gậy có nhiều đó. Cô có thương con dâu mình không? Không thương lắm, mà ở sớm rồi hỏi chú thì ấy hỏi bà con dòng họ nó cũng vậy. Cô thương nhiều không? Thương chứ lắm, thương như nghĩ như con gái thôi à. Tôi đi mua đồ, tôi mua quần áo, không mua giày, mua dép thì không bao giờ nó đòi hỏi tôi mua gì về nó bận nãy. Vậy hả? Tóm tắt lại chú là bị xúc động bên ngoài, bên ngoài kích động đó. Chú dục quá. Trước giờ là hai cô chú có la giày gì chưa? Chú khẳng định là từ lúc con dâu nhà mình về làm dâu cho tới thời điểm hiện tại là có gầy, là gầy cái đợt mà nó quánh nhỏ lớn nó rồi thôi bỏ qua nó cũng không nói gì luôn. Mấy lần rồi ạ? Hai lần ha. Hai lần mà lần trước nó không đi, bị con chị nói với nó nghịch, không có nói không chuyện. Nói chuyện đợt này nói với con chị nó mới thật lợi. Rồi. Vậy là theo cô chú là khẳng định là có sự tác động bên ngoài. Tác động bên ngoài. Không có tác động mà, chứ không có tác động. Nếu không tác động là không có đến độ đó. Gia đình tôi đâu có. Nhưng mà con dâu nhà mình về làm dâu có cực khổ không? Không, ở nhà. Bằng lạc giặc trong nhà chứ đâu có cái dương như là không có bằng như dương trắng á. Không có bằng gì. Vợ chồng tôi với thằng trai tôi làm thôi, còn nó trong nhà nuốt cơm. Nó ngay về hỏi mẹ ơi. Nuốt trong nhà vậy thôi. Mẹ không có bằng gì ăn mẹ. Thì thích gì mà ăn chứ mình cũng bắt buộc nó cái tỉ mình muốn ăn kho thí dụ nói ví dụ vậy, mà nó muốn ăn chiên thì mình biểu thôi kho thì không có, không thích gì mặn lấy ăn. Chứ con thấy là nhiều bà mẹ chồng khó tính lắm. Không. Về làm dâu thì bà mẹ chồng và ông bố chồng khó tính lắm. Tại vì thương cháu nội tôi không bao giờ tôi khó cái gì chứ cái gì nấu vậy. Còn con trai cô thì sao? Trời, nó hiền lắm. Nó hiền. Có nhột nhẹt không? Hả? Không. Không, con trai tôi hiền lắm, được lắm. Nó mặn nó giỏi, nó cũng xá cho vợ anh chứ. À giờ chế tỉ cơm nước ăn rồi vợ nó không có mắt em rồi thì nó cũng rửa, giặt đồ nó cũng giặt luôn, nói ngay mình cũng vẫn cho chứ không phải không, vợ chồng mà không bao giờ. Rồi chị nhiều khi cháu nội vậy đó, bà nội dâu bà nói chơi vậy đó, dâu bà nằm trên giống á, rồi cha con rửa chén là nấu cơm nó kệ nó đi, mắt em thì cũng nói cự vậy thôi. Cháu nó ngoan lắm, nói chuyện chú thấy rồi nó đi vườn mất chiếc bông cái mẹ nó về nó học. Con đừng, con nói bà đừng nói với ai chân, đừng nói mẹ con nha. Mẹ con đi ra vườn nó mất đôi bông tai, con nghe nó kể với cha. Về xuống đâu. Tiện bố mày mất chiếc bông sao mà tiện Nhi nó học với mẹ vậy, cái nó con đi hái hôm qua con đi ra hái rau bát vậy luộc ăn rồi nó mất ở trong cái nhánh mận á.
rớt xuống rồi nó gì lỡ rồi mất vậy thôi, mà nó đi nó lột bỏ lại chú à, nó không có lấy gì nữa đường nội nó cũng bỏ lại mà nó gây tiền bạc là để sao nó hốt hết, cũng vàng cũng cũng để đi đi đám mới đi đám sinh nhật gì rồi nè, đưa nó đeo rồi nó cũng lột. Cô chú là được mấy người con? Có một thằng đó với thằng bệnh bệnh hồi đó bị da cam. Ôi trời ơi, tội vậy à. Rồi mấy tôi cũng có dí sức cho nó nghe cho nó con ơi. Con thấy con quánh vậy đó, mẹ có em nè mà mẹ không có quánh mà nó bị bệnh vậy đó, mẹ còn đau không chết con quánh em vậy đừng quánh nào nào. Nói chung là chung quy lại là cái lý do chính là vì cái vụ việc của các cháu nhỏ đúng không? Nên mà giữa con dâu cũng như là mẹ chồng và ba chồng là xảy ra cái mâu thuẫn thôi. Cái mâu thuẫn đó là xuất phát từ cháu nhỏ. Cháu nhỏ thôi, dạy nóng lòng mình nói vậy thôi. Mà nhưng nói chú nghe nè, ví dụ lỡ nói vậy rồi nó cũng bỏ qua, vì nó quánh lần trước dữ lắm, quánh bỏ kia mà dắt qua dắt lợi tay chân chú thấy cái mặt vậy nó tết ba lần vậy. Nhưng mà cái sự việc cô vừa kể có đúng sự thật không? Đúng đúng sự thật, nếu mà chú không mấy thì chắc mình đi gian vậy thôi. Nếu mà thật sự một người mẹ mà ra tay với con như vậy thì không thể chấp nhận được rồi. Quánh tét cái mặt vậy là một lần vậy là cô giáo. Tôi trách nhiệm những lời này đó. Dạ. Bởi vì như thế này, nếu mà cái người mẹ mà ra tay với con nhỏ mà như vậy là chắc chắn là chú về chú chắc mình không có ai chấp nhận được cái điều đó. Tại địa phương tôi mà cái lần trước nói rồi nó ngay đó. Nó thôi rồi. Mấy cô em chồng tôi nè. Mấy gầy con ơi em á. Mấy đứa em tôi nó quánh em vậy, quánh thì mẹ mày phải đau lòng, gặp tao tao đập mày luôn cũng như mấy cô nói. Đúng rồi. Mà mẹ mày đó hiền chứ gặp tao kêu công an bắt cũng như nhát nó vậy đang nít mà. Nhát mà vậy cái nó nghe nó cũng bổ qua, nó không có giận hờn. Tôi đằng này tôi cũng giận hờn. Cái tính tình của con dâu của cô chú như thế nào? Có hay cáu gắt không? Nó làm như là sao á, nó bị cái gì á. Hay là có bị mắc bệnh trầm cảm gì không? Không biết sao mà nó quánh dữ lắm luôn. Quánh chứ làm gì có mẹ nào? Quánh qua nhiều, nó quánh nhiều. Chú nói ít thì nó bữa chung là không dám nói, chú ngưng lại. Chứ làm gì có người mẹ nào mà lại đánh con như vậy được? Quánh dữ lắm luôn. Tức là tính tình như thế nào này? Nói chuyện có hay cáu gắt hoặc có hay im lầm lì lì không? Cũng hơi lầm hơi. Mình đều nói là nguyễn dạy giải thích cho nó nghe thì nó cũng đỡ. Nói con đừng quánh em rồi mình lúc mà nó... càng nói càng quấn. Đang nói mà chú nói là nó quánh dữ lắm. Giống kiểu dằn mặt mẹ chồng gì nữa đúng không? Đúng rồi. Quánh bằng quánh mẹ không cho. Trời, nó quánh kỳ trước là con nhỏ lớn mà thôi đuôi mắt nó cái cô che. Trời ơi. Một lỗ vô con ơi, quánh em vậy đó, nó có tật có nguyền sanh ra không tật nguyền. Quánh như vậy là phạm pháp đấy. Mẹ đuôi mắt nó đó. Mẹ thấy em mà con thấy mẹ sanh em ra em nó ra thời gian nó bị bệnh đó mà em còn mẹ còn khổ nè, đứng đây chi mà con quánh em cũng giải thích cho nó nghe vậy đó. Vậy về hôm về dưới bà Xui là mình có nói hết tất cả sự việc cho bà Xui biết không? Có nói cho bà Xui nghe. Ông Xui còn không? Không. Bà Xui sao này? Chấp nói. Chấp nói gì mới. Rồi bà Xui lúc đó là bà Xui có nói gì không? Bà Xui bà cũng gầy, nó nghe bà cũng gầy, bà nói tiền ơi mà quánh em dữ vậy ăn nít vậy đó, mà quánh dữ dằn vậy. Tét nó mặt nó đưa cho bà coi luôn mà cũng như là quánh như vậy là không chấp nhận được rồi. Như là ra cái hình vô người là đưa cho bà coi luôn. Nói chú xuống xác minh đi gan vậy luôn. Từ cô giáo đến ở xóm hết trơn luôn, ta thấy hết trơn mà, từ cô giáo cũng thấy luôn. Nhưng mà con đang nghĩ bản thân là con dâu của cô chắc có vấn đề gì rồi. Gì con sợ rằng là nhập gì? Làm gì có chuyện nhập với không nhập? Thì nói mẹ tôi nói thì tôi nói với chú là nó chịu bị tác động bên ngoài. Tác động nó nghe theo con mà giữ con tôi. Nghe theo không? Làm gì có cái chuyện mà lại về đối xử với con như vậy được. Nó quấn con đó rồi. Người ta nói là hổ dữ không ăn thịt con mà. Mà nói nữa là quánh chú quấy đút ăn cơm không được nó cũng quánh dữ dằn. Hay nạt không ạ? Vừa đút vừa cứ nạt cử chửi thề không? Rồi nó đi rồi đó hen, là trong cái mùng nó là tôi đem ra là 4-5 cây câu tre. Trời ơi. Tôi dọn. Những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ mà trong cái giai đoạn này mà bị như vậy thì thật sự nó rất là hoảng. Tôi có dạy nó hoảng đấy. Tôi nói con ơi, con em đang học, nếu con dạy thì con nói con à, con gắng ra ngoài học, con theo với người ta đặng cho nó ngoan cái đồ. Cho nó giỏi nha con, đừng thua người ta bạn bè. Con dạy vậy chứ con quánh ầm ầm con dạy nó cũng không có gì hết trơn á. Vậy là có sự việc đó thôi là con dâu bây giờ là bỏ đi rồi. Không mà tôi nói đàng hoàng chứ không có nói bậy bạ đâu. Không có nói bao giờ nói mà thêm nó đi ra nó cũng không có tham lạm. Con dâu cô bỏ đi tới thời điểm hiện tại là được bao nhiêu ngày rồi ạ? Bữa nay nó tám 9 ngày hay 10 ngày vậy. Thế bữa đi bữa 29. 29 tới nay đó chú. 29 mà hôm nay 17 rồi. 28 thanh minh rồi 29 nó đi luôn. Đó. Nó kêu anh rước đi luôn. Vậy là được nửa tháng, hơn nửa tháng rồi mà. Mình cũng đi tính mười mấy ngày ha. Nửa tháng rồi, hơn nửa tháng rồi. Chú mà xác minh đi ra vậy không ấy, xuống dưới á là mượn cô ruột của cô của nó, con của ông tư của nó. Rồi bác cái bác đó bác đang chửi thằng bạn công ty bác nghe vậy bác nói dòng đồ ngu. Không có gia đình vậy mà đi bỏ đi ra ngoài thì sao sống nổi.
cái bác nói thôi giờ để tôi đi vô bển tôi năn nỉ tiếp, mượn hai người đi năn nỉ tiếp còn cho nó về, không về ha, về cho nó học hành để tội nghiệp nó nhỏ ra thì dọn đi, ra thì dọn đi hồi kia cũng như hồi 9 giờ tôi nè hôm vậy nè, sáng hồi xuống thì 9 giờ nè hôm đi rồi rồi cái vậy cái cô cái thím đó thím mới nói vậy, thím đây trời ơi dân bởi vì không có học bởi vì cho nên làm bường làm càng, người ta có cái giấy kết hôn cứ gả đàng hoàng chứ đâu phải dân mà đi theo đi rồi thì nó túm nó đi vậy thì được à. Còn này người ta kết hôn giấy kết hôn đàng hoàng hẳn hồi mà đi lên rước thì mình cũng phải nói, ừ thằng anh nó lên rước thì cũng phải nói với tôi nói ừ giờ bác xui ơi con rước tiền gì rước hai đầu vui câu chuyện làm sao, còn này nó lên nó rước lén mình à, rồi cái cô cái thím tư đó thím mới nói rước cái kiểu này người ta vu oan giấu quả đâu mà người ta mất đâu 20 cây vàng 10 mấy cây vàng rồi làm sao, rồi tôi mới trả lời cho nó thím tư ơi không có anh Tư nó không có lấy cái gì đâu bông nó lộn bỏ lại nữa, mình được vu oan vậy tội nghiệp người ta mang cái tội yeah. Cái lời nói thì nói y gan vậy đó yeah. Rồi cái thím tư thì cũng thôi chứ cũng không nói, chứ nó trời ơi dân gì mà không có học hành mà không biết là lực gì trên pháp gì trên đó, muốn đi là nhẫn đi, ta có giấy kết hôn đàng hoàng chứ đâu phải mà người ta đi theo đâu mà túm vậy. Bây giờ con trai của cô có khóc nhớ con nhớ vợ không? Lắm, ông nhớ khóc đen thui đi không nổi là bệnh. Tôi với ổng mà khóc chứ. Mà chú thấy không? Cái đêm đó là mấy đêm sáng đêm không ngủ luôn, khóc dữ lắm luôn. Trời ơi, ông nội với bà nội. Tại vì ổng đưa nó học hàng ngày. Hàng ngày tôi đưa đi học. Là đang bé lớn là tên gì chú? Võ Thị Ăn Nhi. Học lớp mấy ạ? Mới đang học mà lớp trò lớp mầm dậu gì đó. Vậy lớp gì nó mới lên lớp 1 và lớp lên thêm một lớp nữa mới lớp lá hả? Lớp trời, lớp trời, học lớp trời. Còn bé bé sau? Bé sau còn nhỏ mới 4 tháng. Mới đâu có 29 gần 30 gì rồi sanh tháng giêng. Hồi tháng giêng đó. Tháng giêng năm nay hả? Là tháng giêng rồi giờ rồi. Là tháng giêng này nữa là nó 2 năm rồi đó. 2 tuổi. 2 năm à 22 bây giờ con thì một đứa thì tay sách nách mang còn một đứa thì đang học mà bây giờ đi thì đi đâu đây đi ra bà già nó ngoài này nè mà bây giờ là bà xui mình gọi không được hả không được bị chân tôi gọi đó chị em cắt chân cắt cái chân có một chị thâu chồng bấm điện thoại anh gọi thì xin lỗi cuộc gọi này không thể nhận nói về điều máy nào cũng vậy chân điện đứa nào cũng vậy không rồi làm sao nói chuyện được hồi mới xuống dưới thì tôi có điện bà nói ô nó giận đi vài bữa gì vậy xui ơi rồi sao để không liên lạc được luôn. Cái này căng thẳng rồi đấy, cái này cái câu chuyện càng ngày càng mâu thuẫn. Mình sợ là nó nghèo cúng quẩn không rồi nó đem nó bán đi bố hổm ở đây rồi chú không Hải. Bán thì không có đâu chú Hải này có đứa rồi công ty ấy nó người bắt mà người mẹ bán đứa con 14 tuổi qua bên Trung Quốc đấy chú không có bán đâu, chẳng lẽ mà mẹ mà suy thoái đến mức độ phải bán con như vậy nó gặp mấy cái người mà hiếm muộn không con nó thôi mày để tao nhỏ này 100 là 70 triệu gì đây mình đưa ra người ta lấy bây giờ cô hãy nói một điều gì đó với con dâu của cô, hy vọng con dâu của cô sẽ suy nghĩ lại và sớm ẩm hai cháu nội qua trở về để đoàn tụ với gia đình. Đúng rồi. Thì tôi mong gặp chúng gặp nó đi rồi tôi nói. Bây giờ cô chú cô nói trước đi, cô nói trên video này đi. Muốn cho con dâu tôi là Nguyễn Thị Kim Tiền rồi đó. Nó dẫn hai đứa cháu về nhà với cho nó học hành thôi chứ không có cái gì nữa. Cô tâm sự với con dâu cô đi. Hai mẹ con trước giờ cuộc sống là có cái gì đó mà chưa gọi là chưa hiểu nhau thì về nhà nói chuyện với nhau. Cái lần đó như thế nào ABC vậy đó thì cô nói đi. Nói đi. Tiền mà mẹ xin lỗi con đó giờ con dẫn hai đứa cho đứa con giờ con của con đó cháu và của mẹ nó đi về cho nó học đi con mẹ xin lỗi con xin lỗi gì xui xin lỗi đẹp luôn con dẫn em về đi con hồi đó giờ mẹ đâu có nói gì con đâu đợt này mẹ gậy một chút gì mà con dẫn con bỏ đi vậy mẹ xin lỗi con ngàn lần luôn đó con dẫn em về cho nó học đi con đi vất vả dữ lắm vất vả lắm nha con thương á mẹ con dẫn em về đi cho nó học hành đi ra vất vả khổ lắm con ơi mẹ xin lỗi chị xui anh xui xin lỗi luôn đẹp xin lỗi con nữa đó con về đi con rồi chú là ba chồng chú nói gì với con dâu đi tôi cũng vậy như bả giờ này nó chú cứ tâm sự đi nó bây giờ lỡ thôi bây giờ chuyện đi nó qua cho nó qua luôn đi dẫn hai nhỏ về cho nó học hành luôn mẹ cũng thương con y như cũ vậy đó, không có cái gì chân tại mẹ chân. Con mà nói giờ đâu có người gì người ta quánh đập đầu chảy máu thôi cũng được cái này có nó chút xíu mà đi thôi sao tội nghiệp chứ rồi nói ngay nó tội nghiệp rất được đi. Lắm bây giờ vợ chồng mà thôi nhau là tội nhất là các con mà cái chuyện đó là cái chuyện không đáng không đáng đó coi như người ta quánh đập đầu chảy máu thì không thôi cũng được mà cái này chuyện này đơn giản chút xíu thôi mà đi thôi mà giữa gia đình là không có vấn đề gì hết không đề gì chứ mỗi lần mà cãi vã như vậy là con trai đứng về phe nào không có nói gì không hay là lặng im nó im không nói khó xử ha bây giờ mẹ chồng với con dâu như vậy thì con trai mình khó xử lắm bây giờ bênh ai đây bênh vợ thì lại mẹ lại không được mà bênh mẹ thì vợ lại không được
Mà đặc biệt trong cái chuyện này nếu mà đúng cái sự thật như cô chú, không có vụ gì nữa chứ. Đúng mà cái sự thật như cô chú chia sẻ lần này là con dâu nhà mình sai đấy. Bởi vì là những đứa trẻ nó không có tội, nó được giáo dục là bằng lời nói, chứ không phải là mình dùng tay chân để mình giáo dục con như vậy. Cái đó là phạm pháp đấy, vi phạm pháp luật đấy, cái quyền bảo vệ trẻ em đấy. Không phải đùa đâu, đâu có phải cha mẹ mình sinh con ra là mình có quyền được tác động, được hành hạ chúng đâu. Không được nhá. Cái đó là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Cái đó mà tôi nói vậy mà chú đi, chú điện về chú hỏi cái tỉnh xã đó, rồi cô giáo đó ở trường đó có y gan vậy không? Xét ba lần vậy nè, thể như chảy máu ra luôn mà. Sáng ra chợ người ta cũng nghe thấy một hai người vậy đó. Thấy ta hỏi mà không dám nói là không dám nói luôn. Nếu nói người ta nói mẹ ghẻ như quánh dữ thần vậy nó cũng kẹt nữa. Trời sợ trong trường ta, trong trường ta bắt trước nữa, mình sợ vậy nữa. Nói con ơi, con dặn nó gà nó là có người đó người ta nghe, chứ ở trong gia đình nghe biết. Cô chú hãy nói một cái điều gì đó với bà Xui đi. Hy vọng bà Xui hiểu được để động viên cho con gái bà Xui sớm quay trở về đoàn tụ với chồng, với gia đình chồng. Và đặc biệt là hai đứa cháu nội về để đi học. Vậy lỡ rồi, bây giờ chị Xui, anh Xui đó. Bây giờ động viên cho nó về đi, sống gia đình con cái nó đoàn tụ đi. Đừng cho vợ chồng sức mẻ nữa. Tôi xin lỗi anh chị đó, với mấy đứa nhỏ đó rồi. Rồi, cô nói với bà Xui đi. Chị Xui, anh Xui á, chị với anh Xui á, cho tôi xin lỗi đi. Chị với anh nó phiên con tiền cho nó về nhà đặng lo cho mấy nhỏ học chị ơi, để đi vậy vất vả lắm chị Chui ơi, với con đẹp đó chị Chui, tôi cũng nhận lỗi luôn chị cho, mà con đẹp nó phiên cho tiền chở quậy chở về đi, chị với con đẹp phiên nó nghe. Đẹp là ai? Đẹp là chị ruột của nó. À, tác động bên ngoài như cô chú nói đó hả? Ừ, bây giờ chị cho nói với con đẹp với chị phiên giùm tôi, chị Chui tôi cũng mang ơn, tôi đội ơn chị đó, chị cho cháu nó về đi đặng là nó học chị à, để theo chị rồi cái nó vất vả nó học hành không có được, không có để giấy tờ gì học được hết trơn vậy đó. Rồi cái sự việc của cô chú thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, và anh em thì cũng chưa thể xác minh được cả hai phía, đây là mấy phía của cô chú thôi. Đôi khi cái sự thật thì mình không thể nghe một phía được, nên là bên anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là cần nghe cả bên phía của con dâu và đặc biệt là bên bà Xui nữa. Mới đưa ra một cái kết luận được, nên mà bên con bây giờ là không dám nói hoặc là cái để cho chú kết luận, dạ, không dám nói và cái khẳng định cái điều gì hết. Thì sự thật mãi là sự thật, cô chú ạ, nên mà mình cứ nói thật thì đó là sự thật thế thôi. Dạ, thì đây là một cái điều thật sự rất là buồn và xảy ra trong cái chuyện mà hôn nhân gia đình vợ chồng, và đặc biệt giữa mẹ chồng, bố chồng và con dâu, thì cái điều đó là điều đáng tiếc. Và bây giờ là bản thân của cô chú cũng như là gia đình rất lo lắng cho hai đứa nhỏ. Bởi vì nó đang cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi được chăm sóc, mà bây giờ đi như vậy mà bây giờ có mẹ thì lại mất cha rồi. Đúng không ạ? Nên mà rất mong rằng là em gái xem được video này, đang ở đâu đó thì hãy dẫn hai đứa nhỏ quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu mà cảm thấy mà còn thương, còn ở được thì mình ở, còn không ở được thì mình xác định là mình đường ai nấy đi, thì mình cũng phải về để nói chuyện rõ ràng, giải quyết một cách êm đẹp nhất, chứ đừng bỏ đi một cách mà vô lý do như vậy. Thì đó là cái điều rất là đáng buồn. Dẫu gì thì cũng mình cũng được làm đám cưới và có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, người lớn cũng nói chuyện với nhau, thì mình về thì cứ đường đường chính chính. Bây giờ về, ví dụ bây giờ tôi chẳng hạn như con dâu của cô bây giờ về, bố bây giờ là con dâu nói với gia đình là giờ là không thể ở được với gia đình và không còn tình cảm với gia đình, hoặc là không thương chồng, thương mẹ chồng, hoặc là vì lý do mà mẹ chồng với ba chồng như vậy khó khăn, thì mình có thể dọn ra riêng. Đúng rồi, cũng cho ra riêng cũng được. Cho ra riêng. Nếu mà cảm thấy cái cuộc sống mà làm dâu hoặc là sống chung với ba mẹ chồng khó chịu quá hoặc như thế nào đó, thì cũng cứ về nhà nói chuyện rồi hai vợ chồng và hai đứa con ở ra riêng. Đó. Rồi, cho dễ, đúng không ạ? Nhận luôn, tôi chấp nhận luôn. Dạ. Bên đó rồi, tôi thì... cũng lo cho cháu mà. Nó ti gần ra riêng, tôi cũng... Dạ, thì mong rằng là em gái ở đâu đó thì cũng sớm dẫn hai đứa nhỏ quay trở về để mà đoàn tụ với gia đình. Và nếu mà trường hợp mà như thế nào đó thì về cứ họp gia đình lại giải quyết. Muốn ở riêng thì ở riêng, hoặc không muốn sống với nhau nữa thì cũng đường đường chính chính mình nói chuyện rồi đường ai nấy đi. Cho dễ, chứ mình đi một cách mà cứ không liên lạc như vậy thì thật sự là cứ kéo dài như vậy thì rất buồn. Mất hết công ăn việc làm của đôi bên, mà đặc biệt người chồng, người cha bây giờ ở nhà, ở quê nhà bây giờ rất là đau khổ. Đó. Dạ thưa cô chú anh chị xem video này có thấy em gái cùng hai đứa nhỏ ở đâu, thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải khuyên em gái này sớm dẫn hai đứa nhỏ quay trở về đoàn tụ cùng với lại chồng cũng như là gia đình chồng. Nếu ở được thì ở, không ở được thì cũng phải nói chuyện rõ ràng.
như thế nào đó, rồi đường ai nấy đi cho một cách êm đẹp, chứ đừng có để cái thời gian này kéo dài thì không có ai có cái tinh thần để mà làm việc hết. Không tinh thần người với cháu nó đang học nữa, Dạ. tội nghiệp cho nó. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô chú thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô chú nhá. Thì hôm nay cô chú về đây chia sẻ cái câu chuyện là tìm con dâu và cháu nội. Là cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con dâu cũng như là hai cháu nội của mình không? Có. Chấp nhận luôn, tìm mà cho đi tìm gì mà chú. Đâu không cho không được. Dạ rồi, thì cô chú cố gắng, con hy vọng một ngày gần nhất thì con dâu của cô chú và hai cháu nội sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình rồi giải quyết cái việc gia đình nhá. Bởi vì mới cây mới hoa mới nhà mới cảnh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chỉ nghe là phía của cô chú thôi, còn chưa biết là phía bên đúng kia rồi. như thế nào nữa. À. Và anh em cũng phải là để xác minh cái sự thật Thì như này thế mình nghe nào. một phía đâu có được, chú Dạ. hổm thì con dâu về nó học thì sao thì mình phải Dạ, nghe đúng cha rồi, mẹ bây giờ cô nghe. chú nói vậy nhưng con dâu cô chú về lại kể là mẹ chồng với cha chồng hoặc là chồng đối xử không tốt nên Cái bỏ này thì đi cũng như đó. là mình phải kể sự thật chứ không phải là ra nói xấu con dâu Dạ mình, cũng dạ. phải nói Dạ xấu rồi, mình con phải ghi kể nhận. sự thật. Dạ, con ghi nhận những cái điều cô chú vừa Trời chia ơi. sẻ. Dạ rồi, thì con xin phép chào cô chú. À. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.